Cái căn nhà này con thấy là rất là hoành tráng nè ông ngoại, nhưng mà cái giá mình tới là khoảng bao nhiêu rồi? Cái này chắc lượng ước tính thì chắc là lòng vòng chắc có khoảng 50 triệu rồi. Có bán đời này là qua lợi đồ này kia giúp cho nó, giờ mình không có tu nhà đi, mình không có nhà chú bây giờ nè, nói nghe nè, mấy người này mua thì cho tép thôi, mở mua cho hai tép kiếm một phần khác gì mốt là lấy cái đồ quải nè bỏ trong cái mấy đồng quải đó là bà con là góp ý là em mua thêm cái bị để dành đựng tiền. Xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh hùng quân và quý khán giả đang xem kênh Thuận Phạm. Hôm nay thì cái tiệm mà giúp đỡ cho em Thảo để bán cái tiệm đó cô chú anh chị, thần tới thần xem thế nào, coi các em có biết tính toán làm ăn gì không cô chú anh chị. Nhà tiền chế, chào ông ngoại, chào Thảo nha, chào mấy cô. Là cái nhà có lâu chưa ông ngoại? Bữa nay nữa chứ chú làm cũng mới vừa xong mà cũng còn bên đây đồ này kia cũng chưa làm ổn định đó, mà giờ cũng cho nó buôn bán vậy được kiếm rồi xin nhai đồ. Dạ dạ. Trời ơi bán được không? Bán được không Thảo? Dạ được anh Thuận ơi. Ừ. Sát được làm 70-80 ngàn chứ sao? Chào cô nha. Bà con mình ủng hộ ha. Rồi. Là bây giờ là mình mới bán có nhiêu đây hay sao? Không ngoại mới bổ bán cho nó tập lần dần dần cho nó bán á, chứ mình hồi nào giờ nó chưa bán rồi chưa có biết nữa, giờ mới tập dần dần cho nó chú. Dạ. Cho nó quen công việc đồ này kia, cân đồ này kia cho nó biết. Dạ. Bỏ vô bột á con, rồi hai trái cân một. Chào con gái. Chú nghe nói là con bán phụ mẹ nữa phải không? Dạ. Con là ông ngoại ơi, hình như là con nghe nói là Thảo là cũng vẫn còn đi xúc đất vì con gái nhà bán phụ không? Ừ. Nó theo xúc đất phụ á, đừng kiếm tiền còn quay trở lại thời gian mà ấy bỏ con nhỏ này nay học ở nhà bán phụ. Vậy là bây giờ mình tạm thời mình bán cái đất như vậy để cho cháu nó phụ ha. Dạ. Mà con bán được không gái? Nè con bán được không? Không nhớ giá hết trơn không? Tao lấy tờ giấy ghi chú coi coi. Cảm ơn mấy cô đã ủng hộ ha. Thấy nó đi xúc đất cũng cần cỏ rồi thôi, ở gần này mua. Dạ. Trời ơi, con bán gì đó hả? Ban đầu là phải ghi vậy phải không? Nhưng mà con biết cân không? Trời ơi trời. Dưa hấu 7.000 ký. Cà rốt 22.000 ký. Củ sắn 12.000 kg, củ su 10.000 kg, cà chua 10.000 kg. Không phải à, phải dạ, vừa không? Không phải, con là Thuận Phạm. Con trên mạng ghé rồi muốn lặn rồi. Rồi. Rồi quá trời nhiều người ủng hộ luôn kìa. Chào mấy cô mình nha. Dạ. Dạ, có gì thì ủng hộ mua đồ nấu canh hay là đồ ăn giặt gì đó. Ủng hộ được thì ủng hộ em. Buôn bán được thì cũng mừng. Hy vọng là em sẽ làm ăn được. Ông ngoại ơi, cái địa chỉ mình hỏi kìa chứ không nhiều ký gì kìa. Nè, không bán nhiều ký con, cho con hai trái. 7.5 là nặng chi rưỡi. Có ai? Có ai vậy? Có rưỡi nè, chị mời con. Chị mời. Con nhớ đang nắp tính tiền cho nó. Ủa con trả tiền rồi nha. Rồi chút xíu nữa cho hết cái này luôn rồi. Thần thấy cũng mừng cô chú anh chị. Cái địa chỉ mình ở đây là kêu bằng sao ông ngoại đọc lên? Này là ấp 3B, khu dân cư ấp 3B, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Cô chú anh chị, bà con ở đây có đi ngang cái khu vực này, ngay chỗ em Thảo. Ủng hộ giùm em để em có tiền để lo cho mấy đứa cháu ăn học của cô chú anh chị. Nay Thuận review luôn. Ông ngoại dắt con vô xem cái nhà ông ngoại.
Cái này là tối mấy mẹ con Thảo ngủ đây luôn hả? Tối đây ngủ cái cửa. Wow. Này, tối chú đóng lại là cái cửa gì nữa. Chỉ qua để lại gì nữa. Rồi ngủ thì ngủ trên giường đó luôn. Đem qua đó ngủ. Tất cả mấy người con ngủ đây luôn. Cái giường này hôm trước ngoại mua được phải không? Giường này mua cho nó hôm trước bên Mạnh Thường Quân cho chú á. Dạ. Trời ơi cái nền lót quá đẹp luôn nè. Vậy cũng được rồi. Mưa có giặt có dột hay là không có dột được lắm. Rồi cái này thì con nhỏ con gái nó ngủ chật lên nó xuống đây nằm dưới đất. À chỗ này hả? Dạ. Có mùng không? Có tối mới giặt. Tối mới giặt hả? Dạ. Được cái quạt nữa ha. Để cho nó mà bất hận rồi chưa không á. Còn cái chỗ này để bạn học được nè, chỗ này trống nè. Chứ bị tối á con cháu nó coi điện thoại không à, rồi mình muốn la cày nó không được thì cũng từ từ mới đem bàn học ra. Dạ. Chứ để đem bàn học ra cái nó coi điện thoại này kia nó không có lo học á. Dạ. Bắt nó ngồi giống học bài hết giờ mới cho nó ra ngoài này với còn, mẹ nó. Còn cái chỗ trống này á thì rất nhiều mình bán đồ không hết thì mình tuôn vô đây. Dạ, bán không hết thì đem vô trong này cất. Dạ. Trời ơi, công nhận được bà con ủng hộ vậy là rất là mừng luôn. 12 với 2 nữa. Kìa, lấy luôn. Thảo tính tiền hồi rối chân cô chú anh chị. Đang huấn luyện mấy cô. Nó bây giờ vậy nè cô nè. Có giá cho nè. Vậy à? Ừ. Máy gì cái nó ký mốt. Ký mốt. Ký nhiều. Đây là con ký mốt ra. Nhiều cái. Nhiều cái. 12 ngàn ký, ký mốt nhiều. 12 ngàn. Ký mốt 13 ngàn đấy. Mờ đó, cô chú mình thông minh, cô chú ý mình hỗ trợ. Thành á thì mắt này cho một tép nha, còn ngái rồi mình cho cái kiểu mày để quần ngoài á. Trời ơi, nó quất hai tép trà ba. Mấy cái tiệm kia nó cho. Dạ đó. Dạ. Thôi kệ, mình mới đầu tiên đi ghế cho bà con người ta thương. Bây giờ nói nghe nè, cho Hành con cho một tép thôi. Cho nhiều quá lỗ. Cho hai tép luôn. Dữ quá. Chơi chơi cho phủ đầu mà. Rồi cho Hành con nói nè, rồi tao sao. Ủa đây cho cảm ơn anh cảm ơn chú và mấy chịu ủng hộ dùm. Mấy chịu anh nhớ ủng hộ dùm nha. Cảm ơn anh nhiều nữa vậy đó. Mười hai ngàn. Ba hàng gửi như 4 ngàn đi. 4 ngàn với 12 là 16 ngàn. Tại vì giờ mười ba giá qua trường lớp mấy năm rồi bọn với ba giá. Sáu với chú đó thì nói ra thuộc lòng cho mọi người. Bán tôm mà quay trở lại giá trăm hai trăm ra là chết là gì? Không có bạc nhỏ. Đồ biển mà. Không có bạc nhỏ. Không có. Rồi, cô không. Ông ngoại thấy cái chỗ này mình có nhắm mình làm thêm một cái kệ thôi nữa để mấy cái này lên không ngoại? Chắc cũng phải làm mà đều từ từ chú đi mọi người. Rồi cái kệ cũng 13 ngăn á, ngăn thấp, rồi ngăn cao, ngăn cao. Mình bỏ quay mặt chứ ra, bỏ đồ thứ gì luôn. Cho nó sạch sẽ. Rồi ổng hộ tiền. Ổng hộ đây từ từ đây kiếm lời làm cái kệ. Rồi cho mấy tép đó. Con tép thôi. Nhiều được rồi. Anh mắc lắm đó mà cho nhiều rõ. Đâu có. Đâu có giờ mà mình già bán giết cho mình cũng trời ớt. Qua lại rồi này kia giúp cho nó giùm. Không có tôi nhà đi mà không có nhà. Bây giờ nè nói nghe nè. Mở mấy người này mua thì cho tép thôi. Mở mua cho hai tép. Đi kiếm một phần khác. Đi mua để bút lại mà cho hai tép. Bà lấy kiếm này lấy kiếm được lạ luôn á. Có khách nữa kìa. Chủ lại kìa. Là mua 7 ký rồi chết. Thôi là cân tính tiền cho bà đi. Mở 2 cái gam như tiền.
2 ký nãy nó 25 ngàn đó. 25 ngàn. Thôi 25 ngàn. 1 ký thì 13, 2 ký thì 25. 25 ngàn để phân bên. Chú còn 2 ký nhà không nhiều để phân bên. 2 ký nhà không nhiều. Để chết mua gì chết. Mua đi. Bà mua đi hiệu mình phép. Bà đi mốt. Hay tao không mua, tao nhảy vô đây tao cũng qua được qua vậy. Chết lời. 21. 21 và 22 đây. 22 với 25 nè, là 47 nè. Cũng phải cho biết nhiều 900 gram nhiêu cái 7 ngàn 12 rất có cô chú lại ủng hộ em nữa. 11 đây, 11 đây, để cho 11 với 27 là 38. Dạy em dạy nó bán tiền là riêng, tiền bán để riêng nên chiều mới biết. Chị tính lộn rồi đó. 23, 47. 47 người ta đặng. 27 với 25. Chứ nghe 3, 7, 21 đúng rồi. Cái kia 22 nữa là 47. Quê Phi mà đến An Giang nữa. Còn đâu này bà từ thiện không có đúng chuyện nè. Hậu hả không có đúng chỗ. Chỗ thì bà cho nhóc cho còn chỗ bà tính vậy đó. 58 ngàn đó bà. Cô bà 58. 58 để 58. Cái đó 2 ký. Lộn tính lợi. Tính lợi. Thôi 2 ngàn. Thôi 2 ngàn. Tính lợi. Thần thấy cô chú chị, thần thấy nếu mà làm một cái kệ cái phía bên đó thì sẽ tốt hơn đó cô chú chị. Của bà Tư. Cái căn nhà này con thấy là rất là hoành tráng nè ông ngoại, nhưng mà cái giá mình tới là khoảng bao nhiêu rồi? Cái này chắc lượng ước tính thì chắc là lòng vòng chắc có khoảng 50 triệu rồi chứ. 50 rồi hả? Ờ. Thì vừa vật liệu xây dựng bây giờ nó mắc, sắt hơn nữa cũng mắc, nó biên tích này bề ngang nó tới 5 mét mấy rồi dài ra tới 6 mét. Cô chú vậy tất cả này là ông ngoại tính ước lượng là khoảng 50 triệu rồi, nhưng mà cái này là công nhà nhiều phải không? Dạ dạ, công nhà nhiều quá. Công nhà nhiều đó, công anh chị em là sớm lại phụ. Là gia đình là mua vật liệu xây dựng là gia đình tự mua luôn đó cô chú chị. Thì mình gắn có một cái bóng đèn ở giữa không ngoài? Dạ, đây có bóng đèn, ở ngoài này bóng đèn bán 2 cái. Cảm ơn mấy cô chú, anh chị và bà con mình đã ủng hộ nha. Đắt quá rồi. Mai mốt lấy cái đồ quải nè bỏ trong cái máy đồng quải. Bà con là góp ý là em mua thêm cái bị để dành đựng tiền. Cảm ơn cô nhiều nha, nhớ ủng hộ nha, biết ơn con không? Biết. Rồi 2-3 ngày nữa. Hoài luôn ha. Dạ 2-3 ngày nữa coi là thấy hình cô ha. Cảm ơn các cô rất nhiều nha. Dạ. Vị trí ở đây là ấp 3B. Ấp 3B xã Phú Lộc, huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long. Dạ, đó cô chú chị. Dạ. Thận sẵn đây thì Thận sẽ review luôn cô chú anh chị bà con mình mà có đi ngang đây á, nhớ ủng hộ em để cho em có cái động lực rồi em buôn bán để kiếm tiền nuôi các cháu ăn học. Coi như là một mình em là làm 5 miệng ăn, mà hiện tại giờ thì bà con ở đây đó thì thấy là em cũng hơi khờ khạo, nhưng mà bà con đây ủng hộ hết mình, tới đây vừa mua vừa tính tiền phụ nữa, ủng hộ em hết mình luôn. Thận hy vọng thì từ đây chứ về sau thì lúc nào em cũng nhận được tình thương của mọi người như thế này để cho em có cái động lực em vươn lên. Xin rất chân thành cảm ơn, rất là vui khi thấy một gia đình mà sau khi được giúp đỡ rồi cố gắng vươn lên làm ăn. Hôm nay thì Thận thấy rất là mừng, ông ngoại cũng cố gắng.
đồng hành cùng quý cô chú anh chị ở đây để hỗ trợ cho em, cũng như là bỏ ra công sức để làm cái căn nhà này để dành mà bán tiệm như thế này. Em cũng chịu khó em đi đào đất nữa cô chú anh chị, thì sẵn tiện đây thì giống như là em có một cái căn nhà để được ở luôn, thần thấy cũng rất là vui. Nhưng mà hôm nay cái niềm vui nữa thì em buôn bán cũng được bà con ở đây thương ủng hộ. Rồi thần thấy em thì chưa có cái bàn thì cần thiết để cho em có cái kệ để ba cái đồ bán lên, chứ để dưới đất vậy thì bà con góp ý thì buôn bán thì khum xuống thì lựa nó mỏi lưng nữa, thì để đất nó cũng không tốt nữa, rồi để cho nó sạch sẽ hơn. Thần cũng xin phép trích số tiền quỹ của cô chú Mạnh Thường Quân giấu tên ra để giúp đỡ cho em làm một cái kệ để em để đồ lên để bán cho nó an toàn. Mình làm cái kệ chừng có 3 ngăn á, ngăn đúng rồi, làm cái kệ, làm cái sườn sắt xong rồi mình mua dán mình lót ở trên. Rồi. Là được rồi. Vậy anh sẽ gửi cho em thêm 2 triệu ha. Rồi để 2 triệu này mình sẽ làm cái kệ. Rồi ha. Với 200 ngàn không cô chú chị? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tờ là 2 triệu. Cố gắng lên làm ăn lên ha em á. Em xin cảm ơn rất nhiều Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em. Cố gắng lên ha. Dạ. Rồi cảm ơn ông ngoại nha. Rồi chú cũng cảm ơn, cũng như là Mạnh Thường Quân và hai chồng của chú Thượng Phạm cũng lợi cho, giúp đỡ cho gia đình đó. Chú cũng không biết nói gì hơn, cũng cầu mong cũng như là chú Thượng cũng giúp đỡ cho bao nhiêu người khác vậy đó. Hoàn cảnh nghèo luôn đó thì rất khổ lắm. Dạ. Thì em cũng cố gắng lên, cũng tội nghiệp của cô chú anh chị. Thấy vậy chứ em cũng còn đi xúc đất nữa để kiếm tiền thêm nữa cô chú anh chị. Em cũng chia sẻ là cất cái nhà này tốn khoảng là gần 50 triệu mà em cũng sót. Nhưng mà cũng cố gắng được cái căn nhà thì thấy cũng mừng. Để cho em ăn ở với ngủ ở này luôn, chứ trong kia đông quá, trong cái nhà của ngoại nó nhỏ xíu mà mười mấy người. Cho nên thấy thần thấy là ra đây ngủ được thì cũng tốt. Để cho ông ngoại với bà ngoại rồi xúc đất về có cái chỗ nghỉ ngơi. Thôi con cũng gửi lời cảm ơn cô chú mà nó đây hết ha. Dạ. Có gì lại ủng hộ cho em ha. Ủng hộ cho nó chứ tội nghiệp đó. Dạ. Mua cái tủ đựng quần áo rồi đó cho nó gọn. Từ từ này thì sẽ cháu sẽ cũng nhừ. Từ từ cháu cũng nhừ. Bà con này góp ý thêm với cô chú anh chị. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả, trước khi khép rô lại thì thần cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn số tiền hôm nay của Mạnh Thường Quân giấu tên thần trích ra để giúp đỡ cho em có thêm một cái kệ để em buôn bán. Xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em từ trước tới giờ, vượt qua khó khăn cho tới ngày hôm nay. Thì hy vọng thì em sẽ buôn bán được, em làm ăn được. Trước tiên thì thần thấy trực tiếp ở đây thì cái chỗ em có cái chỗ ăn chỗ ở như vậy là thần cũng mừng rồi, không có cần phải đi sống vất vơ vất vưởng nữa. Lúc trước nó mới gặp đó thì phải nói là quá khổ luôn. Phải cô chú anh chị đã nhìn phim đã thấy đó. Thì thần cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Kính thưa quý vị, thần cũng xin khép video lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị trong clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Thôi con chào gia đình mình ha. Chào bà con cô bác mình nha. Rồi cô chú anh chị bà con ở đây nhớ ủng hộ em bằng cách là đi ngang ghé mua trái cây vân vân để dùng. Ở đây là ấp 3B xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Dạ. Đó, kêu bằng khu dân cư. Dạ. Đây là tiện đường là ngay ngoài lộ luôn nè. Đó, cứ đi ngang ghé đây cái mua hoa củ quả.